Mày thích gì hả? Tôi thích mày đấy. Tôi thích mày đấy. Tôi thích mày đấy. Giới trẻ bây giờ bảo quá à. Trời ơi. Wow. Lẹ. Hùng cái khoái luôn tới giờ đó. Không biết từ đây tới vòng năm có diễn được nữa không, chứ thấy đỏ mặt rồi đó. Chết. Hồi nãy sau khi diễn xong mà Trấn Thành cười là cái cậu này là ngã vai chứ. Ngã đầu vai cậu kia. Chết. Nói chung là cũng mừng rồi anh. Vì không nghĩ tụi... Nói chung là do tụi em mừng nữa. Tụi em không nghĩ tụi em qua được vòng 1. Anh cũng không nghĩ hai đứa hôn môi. Khoái khoái mà khoái. Không phải, tại vì là lần đầu tiên em được gặp hai anh, em choáng, nhìn em choáng. Đừng có xạo, đừng có xạo. Hồi nãy giờ không choáng, mới hung cái giờ choáng. Cũng thích hả? Cũng thích hả? Em chưa bao giờ hôn ai nên là... Hả cái gì? Chưa bao giờ hôn ai. Cái thằng này, cái thằng này. Tức là nói mà đúng chính xác ra là mấy cháu nhỏ con nít rồi thì mình đã từng hôn rồi đúng không? Như một nụ hôn dành cho một người lớn thì chưa bao giờ. Chứ đừng nói gì tới người cùng giới tính với mình. Hả? Chẳng lẽ em khui... Ờ... Bóc tem. Em bóc tem. Vâng. Trời ơi, như vậy là em là nụ hôn đầu đời của người ta đó. Oh, first kiss, you make me crazy. Oh, first kiss, you make me crazy. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Chết. Khoái quá khoái rồi. Trần Thanh Trương là quê ở Thanh Hóa đúng không? Dạ. Mình vào đi 2 tháng rồi hả? Rồi hổm rày mình ở đâu? Ở nhà em anh. Mới có 2 ngày không, em mới ở 2 ngày để đi quay. Từng đứa nói thôi. Sao? Đấy là mới ở 2 ngày để tập. Để tập kịch bản với nhau. Rồi em nói gì nè? Không, em không nói gì cả. Sao? Cái gì vậy? Cái gì mà bối rối bứt tóc gì đâu? Mình vào đây có một người bạn thân và đến nhà bạn ở 2 ngày để chi? Để tập tành, để chuẩn bị đi thi Thách Thức Danh Hài. Điều đó là quá tuyệt vời vì người ta cũng giúp đỡ mình đúng không? Rồi cơm nước thì mình tự lo hay là ăn cơm với gia đình luôn? Dạ, ăn cơm chung với các bạn trong phòng luôn. Có thêm mấy bạn nữa thôi, anh. À, có thêm mấy bạn nữa chứ không có không gian riêng tư hả? Muốn có riêng tư mấy hồi. Đơn giản mà. Đây là người yêu cũ của em ạ. Người yêu cũ. Còn bây giờ đây là người yêu mới của em ạ. Không ạ, đây là người yêu mới của em. Kể từ ngày đó tôi ta chẳng thấy nhau. Em sống ra sao? Yêu người thế nào? Ai nhỉ? Mày đây. Em là kiểu như là trung tâm triệu hồi ấy. Là đến ngày thi là này, anh mới anh cũ về đây này. Về đây bên nhau, ta bước lên cuộc thi. Hay nhở? Bạn này rủ em đi thi ạ, nhưng mà bố em không cho đi nên em rủ luôn đi. Bởi chưa bao giờ thấy có quan hệ nào. Nhưng mà chắc là hai bạn này cũng là bạn của nhau đúng không? Không ạ. Biết đâu sau hôm nay là bạn của nhau. Hay nhở? Không, anh thật sự là thú vị đấy. Mà bây giờ anh hỏi này, tâm lý gì mà bạn này đồng ý thi? Anh hỏi thật. Dạ, tại em cũng khá là hâm mộ anh. À, đến đây vì Trấn Thành chứ không phải vì bạn gái, đúng không? Đúng. Thế còn em? Em nghĩ gì mà nhận lời bạn trai cũ thi để mời bạn trai mới thi chung với bạn trai cũ? Cứ nói bình thường thôi, không vấn đề. Không, bình thường, anh đang điều tra tâm lý mà, bình thường thôi, thoải mái thôi. Bởi vì là em cũng muốn bên anh ấy một dịp quan trọng, nhưng mà vì bạn trai mới của em cũng muốn đi nên là em đồng ý. Hiểu rồi. Đây đây. Hiểu mà. Sau khi ông này chia tay bà này thì bà này có một cuộc tình mới với ông này. Thì ông này trong một cái lúc mà gọi là để kiếm một người bên cạnh thì chỉ có cái người yêu cũ thân thương nhất đó là gọi điện nhờ em ơi có thể đi Thách Thức Danh Hài giùm với anh được không.
thì khi bà này nói là anh ơi em phải bước vào miền Nam để em giúp bạn trai cũ của em thi thách thức danh hài, thì ông này nghe nói ủa em thi thách thức danh hài với ai, bạn trai cũ anh đi nữa. Cảm ơn cô này, cô em hỏi ủa anh có thể chấp nhận vậy, anh vì em sao? Không, anh vì Trấn Thành. Anh thực ra là không cứu bảng luôn đấy, nhưng mà quan trọng là em đã có bạn gái mới chưa? Chưa là ông này đi theo đúng rồi. Chắc gì người ta muốn có bạn gái mới. Để tìm về bạn gái cũ. Không, người ta sẽ biết đâu người ta tìm những người mới và không phải là bạn gái. Có khi nào hai đứa mình đang làm một cái mối quan hệ tan vỡ không? Không, không bao giờ. Đâu phải vì mình đúng không? Nói chung là cũng không có chuyện gì không thể xảy ra. Định mệnh thôi. Những người đàn ông hoàn toàn có thể đến với nhau. Em xấu hổ ạ? Không việc gì phải xấu hổ cả. Rất là vui, anh thề với em, bọn em phải nhìn thoáng ra nha. Thế giới bây giờ tư tưởng mới rồi. Em quen bạn này cũ đúng không? Vâng. Thì bây giờ em phải có một cái tình cảm nhất định với bạn đúng không? Thì em mới giúp bạn đúng không? Vì cũng là một người thân của mình mà. Có là mình không yêu nhau thôi thì bây giờ vẫn là một người thân của mình đúng không? Có yêu ạ. Không, đây là thời điểm bây giờ không bây còn giờ... nữa. Ngày trước thì vẫn còn đúng không? Ngày trước còn, bây giờ không. Không, em thì còn. Trời đất ơi. Ở đây không phải võ đài nha em. Ôi đàn bà là những niềm đau. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đến một mục riêng trong chương trình Thất Cứ Danh Hài, một những mối tình nghiệt ngã. Tức là ông này sau khi chia tay bà này thì vẫn còn tình cảm. Đó, cái đó mới tan vỡ đó. Đó, vẫn còn tình cảm mới nhờ. Tại vì mình không thể nào nhờ người lạ mà có người mình không có tình cảm được. Mà tại sao nhận? Tại sao nhận người ta đi thi? Thôi đừng có bắt tôi nói những chuyện đau khổ ra. Ê, nhưng mà thế này, cái điều này nó hay ở chỗ là các bạn dám đến đây. Thiệt, cái này nói thiệt. Thành nói một lần nữa các bạn nghĩ thoáng này đi, thấy không? Bây giờ xã hội mới rồi, chúng ta hãy xem như những người bạn. Đấy, hãy xem nhau như những người bạn. Chỉ cần người ta là người tốt, hãy xem như những người bạn. Tình yêu là phải tin tưởng, thấy không? Sau đêm nay có nhiều giả thuyết sẽ xảy ra. Không sao. Quay về đi em ơi. Em đã sai, hay làm lại từ đầu. Hoặc là gấp sai đắng anh tình này mà người nào có hay. Hoặc là thôi thì hạnh phúc của em xem như hạnh phúc của tôi. Thì em cũng đi cát phiên hoài mà không dính, chắc tại xui. Bây giờ cát luôn tại đây luôn nè, cát không? Em cát hả? Anh làm đạo diễn hả? Đấy, đây làm đạo diễn ngay. Dạ anh cho em kịch bản đi. Đây, đơn giản. Em gặp một người đàn ông đẹp trai, em nói là em chỉ nói một câu thôi, nếu không có anh em sống không được, đầy tình cảm rồi, diễn với tiết luật đi. Cho em diễn Trấn Thành để phân tiết luật. Đó, hay đó. Không anh, để anh cứ quay lên trên đi em, anh đã bị tổn thương rồi và bây giờ anh đang rất là nôn nóng xem em diễn thế nào. Nha, thử nha. Rồi, bây giờ mời tiết luật xuống. Anh buông tôi ra được rồi đó. Biết bao nhiêu người đẹp trai, đẹp người ngờ gì đó mà tôi không yêu. Tôi yêu anh, tại vì anh xấu. Nghĩ sao vậy? Tôi cũng đẹp vậy. Lòng lộ gì đây á. Lòng lộ. Lộ lắm rồi. Cô bỏ cô chẳng... Chỉ vì cô lộ thôi. Sư dấu kỹ hà. Rồi hỏi sao người ta không bỏ hả? Bây giờ nói thiệt đi, yêu ai trong hai đứa này? Được hủy hả? Chị em nhau mà bà nội. Trời ơi, anh như một cái con vịt quay Bắc Kinh. Trời ơi. Y sĩ, có thuốc nào giúp cho bớt lắc vậy đâu? Dễ thương quá à. Hả? Có không? Dạ có. Cho em hát bài làm bớt lắc à. Dạ, xin tặng cho anh Ngô Kiến Huy.
Trực nói chung và tất cả các bạn và cái gì vậy? Bớt vui mà nó khẳng định luôn tặng cái gì tặng cho một quý vị. Ừ, hát đi, hát đi Phúc. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu nhau giá vờ. Ôi ôi hay quá. Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Rồi xong luôn. Trời ơi. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin giới thiệu đây là buổi hôn lễ thành hôn của con dâu chúng tôi là Tô Kiến Quy. Mới biết nó về mà nó cung nghệ phương sơ. Bây giờ có 2 triệu rồi, đang có máu mình chơi luôn đi anh. Sao sao đang bàn vũ đám cưới. Sao sao à. Thủy Hà. Người ta đẹp lắm rồi mấy má. Rồi Quy ơi. À dạ. Em ngưỡng mộ anh lắm. Xưng cho anh là của anh. Chơi tiếp hay là anh ngừng lại? 2 triệu giờ, 2 triệu nhỏ lắm. Nói chung là tiền bạc không quan trọng với em. Nhưng mà em muốn kéo dài thời gian để tiếp xúc cho anh chị và anh Huy. Đó, dạ anh. Dạ anh quan trọng là dạ. Lên đi. Dạ thì tiếp. Em nên bấm. Ừ. Ghê quá.